Chủ tịch nước và phu nhân rời áo lên đường thăm Italia và Vatican. Chiều ngày 25 tháng 7 giờ địa phương, tức tối ngày 25 tháng 7 giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã kết thúc chuyến thăm chính thức áo lên đường thăm cấp nhà nước Italia và Vatican tiễn chủ tịch nước và phu nhân tại sân bay. Về phía Áo có Tổng vụ trưởng Vũ Lễ Tân Maximilian Hennig. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên, lãnh sự danh dự chỉ định Việt Nam tại Áo Marcus Kircher, các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Áo. Nhận lời mời của Tổng thống Italia Sergio Mattarella và Giáo hoàng Francis, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Italia và Tòa thánh Vatican từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 7. Tháp tùng Chủ tịch nước và phu nhân có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Quang Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn, Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng. Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng. Chuyến thăm Italia của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 23 tháng 3 năm 1973, 23 tháng 3 năm 2023 và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 21 tháng 1 năm 2013, 21 tháng 1 năm 2023. Chuyến thăm diễn ra sau 10 năm kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Italia vào tháng 1 năm 2013 khi hai nước ký tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Italia Việt Nam. Dấu mốc lớn trong quan hệ hợp tác song phương. Trong các cuộc tiếp xúc, các nhà lãnh đạo Italia đều khẳng định sự coi trọng quan hệ và quyết tâm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, coi Việt Nam là ưu tiên phát triển quan hệ ở khu vực Đông Nam Á. Trong chuyến thăm vào tháng 11 năm 2016, tổng thống Italia Sergio Mattarella từng cho biết rất ấn tượng về vẻ đẹp, tình cảm nồng ấm và sự phát triển năng động của Việt Nam. Đại sứ Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro cho biết, tổng thống Sergio Mattarella sẽ đón chủ tịch Võ Văn Thưởng theo nghi lễ chuyến thăm cấp nhà nước. Hai nguyên thủ quốc gia sẽ cùng trao đổi và điểm lại mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác song phương trong thời gian qua, đồng thời sẽ đề ra những định hướng phát triển cho tương lai. Về quan hệ Việt Nam và Vatican, thứ trưởng ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, đây là hoạt động tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa hai bên trong vòng 7 năm qua là một sự kiện rất quan trọng để hai bên trao đổi về thúc đẩy quan hệ cũng như hoạt động của Công giáo Việt Nam. Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Vatican đã có những tiến bộ tích cực, hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao cũng như triển khai hiệu quả cơ chế nhóm công tác hỗ trợ. Từ năm 2011, đặc phái viên không thường trú của tòa thánh chính thức hoạt động tại Việt Nam. Việt Nam luôn nhất quán chủ trương tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo nói chung và công giáo nói riêng phù hợp với công giáo Việt Nam. Về phía Vatican, Giáo hoàng Benedict 16 đã ban hành các huấn từ sứ điệp chỉ đạo trước sắc tín đồ công giáo Việt Nam thực hiện đường hướng đồng hành cùng dân tộc, người công giáo tốt cũng là người công dân tốt, khuyến khích cộng đồng công giáo Việt Nam đóng góp cho đất nước.